Em nay còn có một decoder thôi, nãy là con Mac. Đây Luca. Ô, ăn tưởng à. Tí đến cho nhắc chị đổi nhạc truy đuổi nhá. Đó, ok chị. Trời ơi. Coordinator, doctor. Con doctor. Nó sẽ đẻ trứng mất. Nam rộng như này mà coordinator để bị cam sa thì có khi là không cứu được. Để xem tình hình nào. Trên thuyền có người này mà ngại dí lắm. Mẹ thằng Luca trên thuyền rồi. Ủa? Đâu? À, này hay nhở? Hít cuối cùng, dây cuối cùng của gương. Cuối cùng cũng được. Thế rồi. Quay sang làm súng này. À. Sợ quá em ơi. Sợ quá em ơi. Đi xây cao móc. Ôi! Toàn rồi. Tại mấy đứa ai à? Vậy. Mất tại thật. Đi mốt nữa kìa. Chết đi. Chết à. Mấy nhà gỗ ăn được cái vừa ly nhưng mà cái gương là chết. Thì mất 2 gương 1 bờ linh. Thế ngay Luca trên thuyền mà nó có sai đâu. Doctor. Ok bạn, cứ sớm đi. Né đi. Né nữa đi. Cứ hơi sớm. Nhưng mà con doctor nó tự hồi máu được. À, nó đẻ trứng được rồi. Nó đẻ trứng được. Nó còn có 2 máy nguyên đấy. Nhưng mà nói chứ 2 máy nguyên nó nhanh lắm. Nhất là khi team có Luca nữa. Chẳng thể hòa được. Cái gì cố. Ôi. Rồi, thả rồi. Nó chắc đi về nhà nhỏ thì chị ơi, cháu gần. Ừ, rồi, chị biết rồi. Hay rất hay và pha đó lấy cái súng nó rất gai. Chị mang về cái mà chị thả nghiệp may quá. Chị thấy mà. Ôi rồi. Bất kỳ gai thì nó không có dễ cảm. Hay quá. À, lâu lắm mới thấy mấy đứa chơi mà không dễ cảm ấy. Bình thường dễ cảm như quỷ gì. Body đến chết mà. Không sao. Con doctor đang luộc hòm cơ. Ủa, mình Luca cân máy hả trời? Vậy rồi. Ở đây có hầm luôn, cho bất kỳ gái xuống hầm chị. Nó tự dậy được rồi. Mạng nhánh tự dậy chắc là 2 stack. Em nghĩ thế. 2 hay 3 đấy. Tôi tưởng theo nó sốc ở đấy. Không, nó cô máy chắc phải hết tông rồi đó chị. Con này không có máy giật, con này không có máy khác, con này không có máy khác. Chị không thấy máy khác Dung. Nó chạy đâu rồi em thấy không? Ok, không em không thấy, nhỏ quá. À có dấu chân kìa. Thì thấy người ta vậy chị. Này bãi khai cái. Chết rồi. Thì game dễ quá, cho nên là nhây đúng không? Cái pha nó nấu máy là cái gì vậy? Không có máy thiết luôn ta. Nấu thì cũng đâu có được tăng tốc độ record đâu. Cũng có làm được gì đâu. À không có con thấy con doctor đâu cả, đang hiu nhau à? Máy không dung này, ở đây hai máy không dung này. Đó, biết ngay hiu nhau mà. Hiu nhau rồi cứu kịp, kịp không? Em thấy có tiếng tài chắc cũng kịp quá à. Cứu thì cứu kịp. Đây bên này, hiu bên này. Nhưng mà không có người đập máy. Mấy đứa mà không có người đập máy. Đầu đời. Mấy con này đấm cái là nó cứ chạy nhanh thật sự. Mình doctor lại đẻ trứng. Đẻ đây cũng phải chịu thôi rồi sao? Hả? Không thì em nữa đi, mình thích lắm. Thì giờ cứ thôi, gọi doctor đây. À, giờ chỉ có bước đường cùng là body đến chết thôi. Chị chắc Luca sẽ khai được. Ủa sao cứu nhỏ xong chạy luôn vậy? Cứu xong chạy luôn thì chị ơi. Alo. Thì cái Luca chết nè. Từ này hơi lạ. Pikachu. Cái điện gì vậy? Cái điện gì vậy? À, cô đi cài rất tốt nhưng rất tiếc. Cô đi cài rất tốt nhưng tim rất tiếc. Luca giờ điện con không thèm nhìn luôn mà. Giống nói là tình trạng chung của tất cả Luca là giật điện không bao giờ nhìn. Bản thân chị cũng thế, chị tự canh thôi chứ chị không bao giờ chị nhìn nữa. Hả? Ủa sao chị không nhìn vậy? Em thấy xây cam giật điện bình thường lắm mà, dễ mà. Không, chị không nhìn. Ủa? Tóc bị cái gì vậy? Hồi trước ấy, em cầm Luca mà em cai index nhiều quá miết á. Em phải lúc nào cũng kiểu thế nào xoay cam coi tình hình Hunter thế nào. Nên bây giờ em mà gặp index rồi, đợi con doctor nó đi, đợi thằng Lucky thôi, đợi con doctor mệt vãi. Chỉ là một con doctor thôi mà nhỉ? Không, tại vì có người đập máy nó để trúng. Nổ máy. Ôi máy sắp xong rồi hả? Nổ máy. Đã luôn. Nổ máy là chết. À có kim tiêm, có kim tiêm. Trời ơi là doctor 2.0 mà. Doctor 2.0. Máy mới 95 thôi, thế chứ chỉ đuổi doctor là máy xong đấy. Chỉ đuổi doctor là máy xong. Trời ơi. Trời, máy này giờ không xong kịp rồi. Với niềm tin và hy vọng chúng ta có thể. Mẹ, chị em không trúng kìa. Đó, nhất bạn luôn. Chết bạn luôn, cho Lucky gai hiu luôn, máy lại cũng không thể xong được. Thấy mấy con 85 à. Mục tiêu mình có 2 con doctor à. Càng thế. Bà đây không đủ kim tiêm để heal. Tại khi nãy đang heal dở thì chị chém á. Khi nãy đang heal dở thì chị chém cục luôn, cho nên bây giờ kim tiêm không đủ để heal nửa máu. Xui. Má buồn cười quá. Trong khi con Lucky Guy còn đi body block câu thời gian các kỹ con doctor.